Ngày 22 tháng 11, hội thảo khoa học quốc gia năm 2020, chủ đề Phật giáo với việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế, do Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức đã chính thức diễn ra tại trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai. Hội thảo khoa học quốc gia năm 2020 do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức được diễn ra trong một ngày với 5 phiên tham luận và được sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức thường trực Hội đồng Trị sự, chư tôn đức các ban ngành Trung ương Giáo hội, đại diện chính quyền các cấp, các nhà khoa học, học giả, nhà nghiên cứu tôn giáo và đông đảo quý Phật tử tham dự. Tại lễ khai mạc, Thượng tọa, Thạc sĩ, Thích Phước Nghiêm, ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức nhấn mạnh: Tại điểm thứ 9, nghị quyết Đại hội 8 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trung ương Giáo hội nêu rõ, điều trọng yếu cần thực hiện thành công là định hướng tự chủ tài chính trong các hoạt động Phật sự của giáo hội qua việc xây dựng mô hình kinh tế Phật giáo ở những lĩnh vực hợp lý khuyến khích phát triển kinh tế tự túc của các cơ sở tự viện, kêu gọi tăng ni Phật tử tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, hưởng ứng phong trào xóa đói giảm nghèo, chăm lo công tác an sinh xã hội cho cộng đồng xã hội. Dựa trên tiêu chí đó, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc gia năm 2020 nhằm mục đích nghiên cứu, luận bàn và đưa ra các giải pháp thực hiện xoay quanh chủ đề Phật giáo với việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế. Tại hội thảo, toàn thể hội chúng đã lắng nghe Hòa Thượng, Tiến sĩ Thích Sa Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, cung tuyên thư chúc mừng hội thảo của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban tổ chức đã đón nhận những lắng hoa tươi thắm của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban ngành của giáo hội cũng như của chính quyền các cấp chúc mừng hội thảo thành công tốt đẹp. Ông Hầu A Lệnh, Phó Chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã phát biểu chia sẻ khái quát những hoạt động và đóng góp của mặt trận tổ quốc việt nam trong công tác tôn giáo ông đánh giá cao các hoạt động an sinh xã hội xã hội từ thiện nhân đạo của phật giáo việt nam đã góp phần cùng đảng nhà nước mặt trận chăm lo cho người nghèo người có công với đất nước người già cô đơn, trẻ em mồ côi, tàn tật, vân vân. Chăm sóc, giúp đỡ những người bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIVS, chất độc da cam, cứu trợ đồng bào vùng vị thiên tai lũ lụt, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, cũng bày tỏ mong muốn hội thảo lần này sẽ thu được những ý kiến hữu ích giúp cho công tác an sinh xã hội cho người dân trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế được tốt hơn thông qua đó phát huy vai trò vị trí và làm lan tỏa những truyền thống văn hóa tốt đẹp của phật giáo đối với xã hội góp phần làm ổn định tình hình an sinh trật tự phát triển kinh tế xã hội và đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Tiếp đến, ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã phát biểu chia sẻ về những thành tựu mà Phật giáo tỉnh Lào Cai đã làm được, góp phần rất lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong công tác hoạt động từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội. Tại lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Thành Nhiễu đánh giá cao, tán thán, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban chỉ sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai đã phối hợp tổ chức hội thảo lần này. Hòa thượng cho biết hoạt động an sinh xã hội từ trước đến nay luôn gắn liền với các hoạt động Phật sự của giáo hội. Hòa thượng mong rằng hội thảo lần này sẽ tìm ra những hướng đi, những giải pháp thiết thực để công tác an sinh xã hội ngày càng hiệu quả, phù hợp với thời đại ngày nay. Sau lễ khai mạc, các đại biểu chính thức bắt đầu phiên làm việc, được chia làm hai phiên, buổi sáng và chiều. Lễ bế mạc được tổ chức vào chiều cùng ngày trong phiên bế mạc. Giáo sư, tiến sĩ Đỗ Quang Hưng đã báo cáo tóm tắt nội dung của hội thảo. Trong phần đúc kết nội dung hội thảo, giáo sư, tiến sĩ Đỗ Quang Hưng nhấn mạnh rằng nội dung Phật giáo Việt Nam và công tác an sinh xã hội đã thấm đượm rất nhiều trong các bài báo cáo tham luận. Đạo Phật là một tôn giáo có vị trí đặc biệt trong trái tim, trong tâm hồn và trong sứ mệnh của người Việt Nam. Phật giáo Việt Nam phát huy tinh thần từ bi hỷ xả và tạo thành một sức mạnh kinh tế văn hóa, đạo đức và tâm linh. Phật giáo có nhiều điểm thuận lợi để phát huy sức mạnh, làm lợi lạc cho đất nước và chúng sanh là một trong những tổ chức rất sớm đã ứng dụng luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 có mối quan hệ gắn bó mật thiết với mặt trận tổ quốc Việt Nam thuận lợi trong quan hệ quốc tế. Qua việc tổng kết và nhắc lại nhiều tham luận đã được trình bày trong các phiên thảo luận của hội thảo, giáo sư bày tỏ niềm hy vọng trong tương lai không xa, công tác an sinh xã hội của Phật giáo sẽ vượt lên từ thiện xã hội truyền thống, trở thành nơi cung cấp dịch vụ công của tổ chức tôn giáo, vừa hợp pháp lại vừa phát huy được nguồn lực của mình. Giáo sư đề xuất nên có một quy hoạch thành ba nhóm chiến lược an sinh xã hội bao gồm môi trường, khí hậu, giáo dục y tế, an ninh sinh tồn tinh thần. Đặc biệt, cần tiếp tục quan tâm, chú trọng đến công tác an sinh xã hội đối với đồng bào yếu thế. Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận đến Chư Tôn Đức, các nhà khoa học đã đóng góp tham luận cho hội thảo. Tại phiên bế mạc, Hòa Thượng Thích Thành Điện cho biết, các bài tham luận sẽ được đăng trong kỳ yếu hội thảo và trên các tạp chí. Ban tổ chức hội thảo sẽ lắng nghe và chú ý những ý kiến tiếp thu tinh thần của hội thảo, vận dụng những ý kiến quý báu đó, đưa vào các chương trình hoạt động Phật sự của giáo hội tại các địa phương. Hòa thượng trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị lãnh đạo, thành kính tri ân chư tôn đức, tuyên dương công đức đối với ban thư ký, quý đại biểu, mạnh thường quân đã tập trung sức lực, trí tuệ, tịnh tài, tịnh vật để tạo nên sự thành công của hội thảo.